đạt số điểm tuyệt đối và giành được vị trí quán quân trong chương trình Sáu Nối Ngôi 2017. Diễn viên nhí Khánh Nhi hoàn toàn chinh phục được thử khán giả với sự biến hóa đa dạng, khả năng nhập vai đáng kinh ngạc và sở hữu rất nhiều tài nghệ khác nhau. Phút bật mí kỳ này, chúng tôi mời các bạn lắng nghe những chia sẻ rất dễ thương của cô bé này nha. Con có nhiều bí mật, hôm nay con sẽ bật mí một bí mật cho khán giả Thanh Niên Online. Đó là một bí mật của con là ngủ nướng. Dạ, con có một tật xấu là con ngủ nướng. Ví dụ như con đang ngủ buổi sáng thì mẹ kêu con dậy kêu lâu lắm con mới dậy. Ví dụ một tiếng là con chưa dậy đâu. Tối con cũng ngủ sớm nhưng mà sáng con dậy vẫn mẹ kêu, tại cái đó là cái tật của con rồi, mẹ kêu nhiều lần con cũng không dậy nổi rồi. Buổi tối ngủ khuya thì cũng dậy mà ngủ sớm cũng dậy à. Con sẽ cố gắng sửa mấy tật xấu đó để bây giờ sáng con về tập thể dục nè, để cho có nhiều sức khỏe. Bí mật của con là con gái nhưng mà con thích đá banh nè. Ví dụ như con thích đánh cầu, đá cầu nhưng mà con đá không có giỏi. Tại con thấy mấy môn nó hay. Nó có thêm cho mình có nhiều sức khỏe. Đá banh thì con cũng không biết sao con thích nữa. Con học giỏi môn tiếng Việt với lại môn toán. Với lại con học giỏi là môn vẽ. Con vẽ hơi xấu lắm. Con chúc khán giả của Thanh Niên Online có nhiều sức khỏe rồi thành công trong công việc. Đó là những gì mà Khánh Nhi đã chia sẻ với chúng tôi trong phút bật mí. Hãy cùng chúc cho Khánh Nhi sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật các bạn nha. Những bí mật, một bí mật mà tôi chưa bao giờ bật mí cho bất kỳ nơi nào. Những sở thích, có một sở thích mà tôi ít chia sẻ với mọi người thì là đam mê số 1 của Hà Thu, còn đam mê số 2 của Hà Thu là những tật xấu. Nhiều lắm, thật sự có một cái điều mà tiếp dài. Phút bật mí phát định kỳ vào thứ ba hàng tuần trên video.thanhniên.giải trí và kênh YouTube iHay TV.